Thưa sứ, đây đây là bánh phồng tôm của Zalo bé mập lùn của chả cá. Đúng rồi, vô rồi đó quý vị, thấy phòng chưa? Zalo bé mập lùn chiên chả cá cho cậu ấm ăn hầu sinh thời. Bà ngoại chiên cái này kẹp bánh mì cho cậu ấm với mình cuốn gói đây, nên cậu ấm rất là thích cái món của bà ngoại. Đây, chả cá Phát Lát Việt Nam hai gói đây quý vị. Lẽ ra trộn với hành lá là hai gói gần một ký. Dạ, nó khác mới ngon. Còn cô Zalo bé mập lùn không có thích làm như vậy. Đó, nên là Zalo bé mập lùn đây quý vị, bằng tay ngọc tay ngà đây. Xí nữa có cá hấp này quý vị. Đây, cá hấp tuyệt vời này quý vị. Đó, xí nữa mình sẽ đưa lên bàn con cá của Tây Ban Nha. Tây Ban Nha ngon lắm, có hiệu đàng hoàng đó. À, hôm qua không có bay nhưng mà có bay trước rồi đây. Nó tên là cô Marit quý vị. Bánh phồng tôm đó, phải lấy cái hiệu đây cho quý vị coi cái chữ đó, công ty của nó đây đó, quý vị thấy chưa? Đó, quá tuyệt vời đó, mua cái hiệu nó treo lủng lẳng đó. Bữa nay mình sẽ cho kỹ thuật của cậu ấm sẽ làm. Mình có hai cộng sự viên đắc lực, một là Zalo bé mập lùn làm cameraman, hai là cậu ấm kỹ sư điện tử có dạy trên mạng, quý vị bấm vào là có ngay đó. Người quen mà. Con cá này đây, mình sẽ giới thiệu đến quý vị sau. Bữa nay mình cuốn gói, đó. Cái này là Zalo bé mập lùn, tay ngọc tay ngà đây, chưa có xuất đầu, xuất hiện đây, xuất đầu lộ diện đây. Còn Mai Văn ảnh tích, và bữa sẽ có chương trình riêng. Cà nhóc cà nhát, chắc chùm chắc, sẽ đi điều lâm ba đa, ba lê, điệu ba lê. Đó. Cái này là chương trình của A Huy Hoàng Gia, nên là cộng sự viên rất là đắc lực, lúc nào cũng ở bên hết. Làm nhiều chương trình, mới vừa làm chương trình cúng cho đồng bào tử nạn Ukraine với các chiến sĩ đã nằm xuống. Bây giờ mình chiên mấy này, mình trước là cúng Tam Cương Quân Sư Phụ, những vị phước mặt phước mài, xong rồi bắt đầu mình xơi. Cuốn với tôm nữa. Có tép nữa quý vị. Xí nữa có một ký tép nữa. Làm này xong là bắt đầu mình sắp miếng miếng xong mình cuốn gói. Tuyệt vời. Đó, cái này là đây, ông may mắn đây, thần tài đã quạt cười. Bữa nay là lễ phục sinh đây, nó đã bốt quý vị. Đó là chúc mừng Giáng sinh vui vẻ, cái ló đã là vui tươi ngày lễ phục sinh. Năm vừa rồi mình mua được 6 anh thỏ rất là dễ thương, trên mười mấy đô, nhưng mà mình mua được giảm giá rất là, không biết năm nay mình được mua cái gì đây. Chưa nghe bà chị Năm bà nhúc nhích gì hết. Đó, bà chị Năm bữa nay chưa có nghe lễ phục sinh. Bữa nay nắng đẹp, mình có thể ăn xong rồi, mình chưa biết chương trình sẽ làm gì bữa nay đây. Ngày mai là chính lễ, có thể là mình đi tới mấy nghĩa trang của Phật giáo Việt Nam đồng người Hoa, hay là đi tới nghĩa trang của Thiên Chúa Giáo, có bà ngoại nằm đó với cha Dũng. Những người sinh thời rất là thân thiện với nhau, không ngờ là cha Dũng mất ở bên Anh rồi đưa về bên này. Hồi xưa mới qua là thầy Dũng rất là thân thiện với mình khi mình còn tại chức, và sau này Mai Danh ẩn tích rồi, cáo lão về quan rồi, về vườn rồi, thì cha Dũng đi học làm cha ở bên bên Pháp, bên Anh. Sau này ngài cai quản một giáo xứ ở bên Anh. Đó, ngài mới mất năm 2 năm rồi chắc, có lẽ đúng rồi, cũng tháng 4 dịp này đây. Mất tháng 2 mà, nhưng tháng 4 mới đưa ngài đi về đây để an táng, đưa từ Anh về.
gia đình rất là thân thiện với mình. Và thì nhân dịp lễ phục sinh này cũng cầu nguyện cho cha Dũng được về với Chúa vĩnh hằng và phục sinh lại. Đó. Không quên người xưa. Đây giới thiệu quý vị, hôm qua Zalo bán mập luôn, mới vừa tạo được cây bông này đây, rất là nhiều quý vị không? Đây được rồi. Không có cần đâu, đẹp lắm, mình không nắng đẹp, đừng. Không cần. Không cần đâu, quay đẹp lắm. Ôi giời ơi quý vị. Đó, được 15 cái bông mới này quý vị đó. Và bữa nay mình nay mai mình ra chậu mới, mình có chậu ở ngoài ban công rồi. Mình sẽ đưa nó ra chậu lớn và phân bón thì mình có sẵn ở dưới kho rồi. Đó, đây là mình có loại này là hoa lan này á, là có mùi hương thơm rất ngào ngạt quý vị. Hoa thơm, bông đẹp, rồi bắt đầu những cái cây mà đặc biệt giống cây này này, cây tắc này rất là đặc biệt, mình mua được 6 cây. Vâng, rất là tuyệt vời, cây quý. Đây cũng như là cái cây mà con voi này quý vị thấy, voi đực nè, voi đực nó nga tóc nè, nó ngắn nè, đó nắng đẹp không. Rồi đó quý vị coi nè, cây này là cây cây cái, nó dài. Con chim tượng trưng cho quan văn, con cọp, con hổ tượng trưng cho quan võ, quan võ toàn thường. Dạ, năm trái nhưng huy hồng da sực ra ăn hết rồi. Mình mua cái bông này. Dạ, cái bông này rất là thơm, nó tỏa hương từ sáng đến chiều quý vị, tối thì nó ngủ. Đây cây này là cây hoa, hoa này là hoa nữ nè, hoa cái. Còn anh này là anh đực, quý vị thấy anh đực anh dài không? Anh mập mập, anh non đó, một cặp đực đó, đực với cái, mình có hai cặp, cặp bông này. Đó, tên là Medinilla. Đó là cái nhìn ở ngoài nó là vậy đó, mà cây này là cây anh đực rửa. Còn bên này là chị cái. Đó, đó. Medinilla, đó, quý vị thấy chưa? Lâu lâu quá mình cũng đi gặp gì mình bất chợt thì mình mua về mình chơi. Đó, cái bông cái quý vị thấy đẹp không? Tuyệt vời không? Đó. Độc nhất vô nhị, quý vị kiếm một cây thứ một cái bông thứ hai đây này thế gian này không có đâu. Chỉ có huy hoàng gia biến nó thành như vậy đó. Độc nhất vô nhị, ở đây có nhiều cái tự mình chế ra. Cây này là cây cái này quý vị. Cây này cây đực, nó dài nó thòng. Đó, nó trổ nhiều thứ ở dưới này, quý vị thấy đẹp không? Tuyệt vời đó. Đây sao cả để sẵn đây. Ôi da, bây giờ mình bắt đầu mình làm ca qua bên này, mình quay lại. Đây, bàn tay ngọc tay ngà, đây. Đó, thành công rồi. Không cần đâu. Đây, đây quý vị. Rồi, về đây, đây, xong. Sản phẩm đã ra lò rồi đây quý vị ơi, được 4 miếng nè. Bữa nay là coi như mình ở nhà ăn lễ phục sinh. Vâng, nên sẵn đó mình cũng tưởng niệm những người nằm xuống Urena và cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc, cư trần lạc nghiệp, an cư lạc đạo. Trong mùa này cũng sắp mùa an cư của các nhà sư, thì cầu cho quý ngài cũng an cư lạc đạo đi, còn mình thì cư trần lạc nghiệp. Đó, hồi xưa người ta nói an cư lạc nghiệp, nhưng mà an cư là để dành cho quý vị tu hành 3 tháng an cư kiết hạ, 3 tháng đi đâu, gọi là an cư lạc đạo. Còn mình là cư trần lạc nghiệp, mình sống giữa cuộc trần này á, mình được lạc nghiệp. Nên bây giờ mình xài là cư trần lạc nghiệp. À, tốt đạo đẹp đời, đời thì phải đẹp, đạo là phải tốt. Đạo không xấu, chỉ có con người xấu thôi. Tốt đời đẹp đạo. Đó, đạo tốt, tốt đạo đẹp đời, đời thì phải đẹp. Đó, mình muốn sao cũng được, nhưng mà đúng là như vậy đó. Đạo là phải tốt, đó mới gọi là đạo. Đạo mà không tốt là không phải là đạo. À, đời là phải đẹp, ăn ngon mặc đẹp. Cuộc sống này mà mình không cuộc đời này, hiện kiếp này mình không làm thì kiếp sau ở đâu mình làm. Nên là không có chối cãi. Anh phải sống tốt, tốt đạo đẹp đời.
Đạo là phải có từ bi tình thương gọi là đạo. Đó, sản phẩm đã thành công rồi đó quý vị. Do Zalo bé mập luôn đây. Tại vì biết sao quý vị không? À. Mập, mập, tròn trịa. Đó, 65kg trở lên thôi. Hồi xưa có 50 mí à. 47. 47. Dạ. Bây giờ mập luôn. Dạ. Tròn trịa. Gia đình mập. Rồi, tháng 12 năm 2021 mình ra mình đặt 4 cái bánh xèo. Ông chủ nhà hàng New Store Sài Gòn chú Tài nói gia đình mập, gia đình heo ăn quá ba người mà đặt thứ 4 cái thiệt thiệt lớn, thiệt bự. Tưởng mua có khách, mình đi xe mình điện về giờ tới nhà hàng đặt 3-4 cái, tưởng có 4 người nữa, một người ăn sẽ hết một cái. Ê, bánh xèo bự lắm quý vị ơi. Đó, cái này là mình bỏ hành lá. Bỏ hành lá vô nó khác mà nó thơm. Khác nhưng mà thơm. Đó. Rồi, nó làm tiêu mà. Cái đó có ăn đâu phải không? Ăn chưa, ăn chưa. Mình làm một cái đi quý vị ơi nè. Bây giờ A Huy mình ra chơi liền á. Đúng rồi. Thôi, ngon quá, ngon quá. Ngon. À, ngon quá. Đây. Đó, đây là cái là bốt. Thay dầu cho nó. Dạ, yeah, thay dầu. Cho nó dính. Ồ. Ồ, ăn là trăm món cái gì ơi. Rồi mình bè nó ra coi. Lá cây thì năm màu. Hồi sinh tiền á, bà ngoại cô Cẩm á, làm cái này cạch bánh mì ngon lắm. Wow, rồi quá ngon quá ngon. Wow, ngon quá. Mỗi ngày quý vị á, muốn ăn không mắm đầy á, quý vị bỏ muối, tiêu, một ngọt cũng được. Đây, mình chuẩn bị bánh hỏi này quý vị. Nhà lách, xíu nữa mình cũng có ba lô dưa leo, hành, đây. Cái rau rút cù là này ngon. Rau rút cù là này ăn vô nó cay nhẵn nhẵn ngon lắm. Mà nó thơm mùa mè. Dạ đây rau húng. Ngon ngò rí. Ngò rí nữa nè. Dạ. Đó. Bánh hỏi hai dĩa. Rồi dưa chua. Thấy mùi rất là tuyệt vời. Nếu quý vị nào có ăn qua trước năm 35 á. Ở đây á. Mấy này mùi vị này ngon lắm. Chua chua với hành, tội, cái kêu là hành á. Cái này có láng quá vậy, cũng láng. Không, của hành mà. Hành trắng á. Đây, cái này có nè. Vâng. Cái cũng gọi là lót đó. Nó kêu là tỏi. Đây, bữa nay nắng ấm đẹp trời quý vị ơi. Vô mùa hè rồi. Vâng. Này, mình chiếu lại đây. Đó, làm chân kình cho lâu bánh mập luôn. Đi quay cái hố quay tùm lum hết trơn. Mình sẽ quay hố xi măng mà quay nguyên thành phố bánh mờ. Đi lại hãng xe nữa. 300 triệu dân á. Mà xây nhiều nhà cửa vậy mà đổ hết xuống cái hố đó cũng không lắp được quý vị ơi. Cái hố nó mấy trăm triệu năm rồi. Cái đó là hồi xưa thủy độc nó ở đủ loại con. Đó bây giờ rõ con sò con hém được trở thành hố xi măng. Và quá trình biến hóa mấy trăm triệu năm. Rồi đó, ở khai thoát. Ăn nói, ăn thì nói chuyện cho vui quý vị ơi. Đó. Đó, tay quần quần, ngại ư. Quay bằng tay ngọc, tay ngài chứ. Tay ngồi bút, tay bút mang bút tre đó quý vị ơi. Đó, bút mang bút tre mà không có sửa soạn. Đó, quá ngon. Dầu này là dầu hoa bông cải màu vàng của Ukraine đấy quý vị. Hàng gì nó tốt lắm, mình chiên nó phồng mà nó không có gì. Đó, rất là tốt, wow. Đó, bỏ lên cái xi.
Đó, cái này mà chơi hành lá nữa nó thơm ngon dữ lắm. Nó khác mà khác nhưng mà tuyệt vời quý vị ơi. Đó, người nữa, cái này là bỏ vô hành lá này quý vị nè. Hành mà mình cháy với dầu rồi cho nó thơm đó. Hồi nãy làm bánh hỏi đó. Còn có tương ngọt cho cổ ấm này quý vị. Đó, tương này là ngon lắm. Nó có cái tên là hoshi gì đó, hoshi. Cái xíu mà ngon lắm, cho đó chấm gỏi cuốn là tuyệt vời. Quý vị đến New Store Sài Gòn có nhiều đồ chấm đặc biệt lắm. Của Nhật, của Trung Hoa, của Thái Lan. Có nhiều anh Tây, anh nói mày có cái nước chấm đặc biệt quá, mới nghe kể đây. Wow, quên y trái khóm nè, bỏ. Wow. Chú làm một trái khóm bỏ vô mắm nem. À. Có mấy chà mắm nem nữa, mắm giới thiệu quý vị. Ở đây có mua mấy trái khóm về cũng thì nó rồi, xíu này mình đem xuống. Một trái khóm bỏ vô. Ôi ơi. Chấm lên ăn. Dạ. Ăn để thì ăn đã. Dạ. Bữa nay mình có chương trình ăn uống hưởng thụ. có không không lo hết kiếp đây quý vị ơi. Không không dài dài chết xong đời. Chỉ bàn láo láo lơ lơ vậy, ngủ ngủ ăn ăn, nói chuyện chơi. Còn quý vị nào có tiền muốn đi du lịch thì đi du lịch chơi. Giờ này thì chương trình nó đi tới đi lui, bệnh tật nhiều quá, nên là tốt nhất là ăn ngon ngủ yên rồi mền em nệm mắm cho rồi. Đó, thủ phận chừng nào tốt đó. 5K đi, tránh cho xa. Mình mấy bữa này mình cũng bị lạc khẹt bà cô bà thăm đây, mà không biết có nặng nhẹ không. Mình ăn gừng, uống mật ong, ăn tỏi đồ cũng dữ. Rồi tỏi dầm rượu, rồi tỏi ăn đó, dầm mật ong. Nói ví dụ mà cảm á, không cần biết Covid là cái gì đó, mình lấy gừng á, mình ăn sống á, rồi uống nước chanh mật, ăn gừng chanh, chanh mật, rồi mật uống vô, rồi tỏi ăn sống luôn, tới 2 tép tỏi, 2 lát gừng mỏng bỏ vô ăn tùy đó nặng. Đúng nha. Đúng rồi, bắt đầu như rứa đó là hết liền á. Ở nhà mình có sả, có gừng, có mật ong, có đầy đủ hết, nhà gia đình nào cũng có đó. Wow, ngon lắm quý vị ơi. Chờ mỏng chừng nào ngon chừng đó, tuyệt vời. Xong ngon quá, ngon quá. Mình chiên được thêm 10 miếng đó quý vị, 1 ký 10 miếng, 1 ký 100 gram. Mình mua hai gói. Đây mật ong này nè quý vị, đây mật ong này mà uống thì tuyệt vời. Hồi vừa rồi mình lên trên luôn, mình mua của em giới pháp quán nè, mình mua hai, mình mua mấy hũ lận đây. Còn này, còn mật ong này là mật ong tuyệt vời nè quý vị, mua của Adobe á, nó có cái tên nghe, mình lấy xuống cho coi. Nó có cái hiệu đó quý vị ơi, đây đây quý vị thấy không, Acacia đó đó. Rồi này là Hungary đồ làm nhiều lắm, của Bulgari đấy quý vị ơi. Nếu hồi xưa nó bán còn 100 đồng à, 10 đô một một mình này 1 ký đó, nhưng mà bây giờ chắc lên rồi. Quý vị đây, đây đúng rồi, xi lốt này quý vị. Đây cái loại này là củ dầm suy lốt đây, của ở dưới quy liệt bán hiệu là Edorado đây. Hiệu này cũng cũng bây giờ cũng đương trên thị trường này, suy lốt. Cái dưa chua cũng ngon lắm, mình ăn vô cũng mùi mẫm lắm đó. Rau để mà cuốn gói, cái này là Ikme salad. Bây giờ chiến tranh Ukraine, hàng gì cái gì nó cũng lên giá, cà chua là 4 đô một ký, rau thì lên cũng lên rồi. Nên là vấn đề mà người khác sống không có tốt lành ảnh hưởng đến mọi người. Bây giờ mình sống chung hòa bình quý vị ơi, không phải là mạnh ai nấy sống. Đó, mình sống chung thôi. Đó, người ta tốt thì mình cũng được thơm lây. Một bọn làm xấu cả bọn mang nhơ quý vị ơi. Đó, mình bây giờ kinh tế thị trường toàn cầu hóa, người ta làm mình cũng bị ảnh hưởng dữ lắm, nhất là mấy cái ngành điện nước rồi đủ thứ phải xài tới năng lượng năng lượng hóa thạch.
Nên là mình sống chung hòa bình, phải nương tựa nhau mà sống. À, không phải là anh sống là chuyện của anh mạnh ai để biết đâu. À, mình phải tương trợ lẫn nhau. Có người làm lúa, có kẻ làm bột, có kẻ làm bánh. Còn cha ăn cơm với cá, chết mẹ liếm lá ngoài đường. À, có cơ cha thì cha chiến cá, có mẹ thì mẹ có bánh cho mẹ ăn. À, cũng hay nói cậu ấm, còn cha thì ăn cơm với cá, bỏ cá lên chiên, chết mẹ liếm lá ngoài đường. Đó, chiên được 10 miếng, nổi Thành Quốc một miếng trước rồi. Đó, đánh chết nhà bếp cũng no quý vị ơi. Đó, bàn tay ngọc tay ngà đó, hai chiếc đũa le che đó. Đó, ăn cho mập mạc đó quý vị ơi. Có một người bạn thấy mình mập, gia đình mập, nó nói ăn cho mập mạc đó. Đó, mình thì cũng không ham ăn uống gì đâu, có gì ăn nấy, không có cầu kỳ, không có cao lương mỹ vị, món ăn quê hương thôi, cá tôm qua ngày tháng thôi. Đó, cũng có sân hà hải vị, cao lương mỹ vị gì đâu. Và bữa mình sẽ làm con cút cút chiên cho quý vị coi, tiêu chanh nghĩa là cút rô ti. Dạ, ông anh hai ổng làm cút rô ti ngon lắm, một con ổng chia ra làm bốn rồi ổng làm cho một mâm đó quý vị. Mình ăn ngậm nghe mình nhớ đó, nhưng mà bây giờ bà ngoại mất ba mấy năm rồi ông anh lo cho lo con cái thì chưa có dịp để mà tụ hội ra ăn cua, ăn cút cút rô ti nữa. Chủ nhà hàng Bamboo hồi xưa ở Bánh Mờ đó quý vị, cây tre đó, cách đây 35 năm á, năm thập niên 80 đó, 85 á, 85-86 đó, đẻ đứa con gái đầu tiên đó. À, bây giờ cũng học giỏi rồi, là bác sĩ tâm lý, và chắc được đậu bằng tiến sĩ rồi đó. Cũng mừng cho mấy cháu ở đây, đứa nào cũng thành đạt, đứa nào cũng có nhà có cửa có xe có cộ, có nghề có nghiệp, bán thuốc tây đủ thứ, làm đủ thứ đó, mở tiệm cắt tóc rồi đủ thứ. Đứa thì học economy cũng ngon lành, tiền lương cũng cao, 60.000 tiền thì điểm một tháng, ngon lành vậy đó. Ở đây là 40-50.000 trở lên, 35-40.000, 3.500 đô, 4.000 đô, 5-6.000 đô cũng có. À, những đứa mà nó học về điện tử đó, đa số các cháu đời thứ hai thứ ba là coi như là thế hệ con cháu, là coi như đứa nào cũng thành đạt. Và ở đây có mấy cụ 90 mấy là thế hệ thứ nhất, rồi mấy người con qua đây 10 mấy 20 tuổi là thế hệ thứ hai, sau 40 mấy năm bây giờ tới thế hệ thứ tư rồi, là làm ông nội ông cố hết rồi đó. Mình bây giờ mình cũng làm ông cố rồi, mình có mấy đứa con nuôi tinh thần đó, nó đã có cháu nội cách đây 10 mấy năm rồi, Cường Lẽ đó. À, Hưng nó cũng có con lớn rồi, 20 rồi. À, lập gia đình 20 năm mùa hè này rồi đó. À, con cũng 19 tuổi rồi. À, 40 mấy hết rồi, 43 với 46 mấy cháu ở đây. Nó qua bên Thị Điển hồi nó 3 tuổi, bây giờ 46 rồi. Sau khi 43 năm ông bà cha mẹ lập nghiệp, người Hoa Việt Nam đã hiện diện ở Thị Điển 43 năm tròn, 12 tháng 4 năm 1979. Ông già ông qua đây rồi ông bảo lãnh gia đình qua, nhờ ông già mà bây giờ con cháu được 50 đứa ít nhất rồi đó. Có những gia đình làm dâu làm rể rồi sung sướng quá, cũng nhờ ơn ông già. Một người làm phước được là kéo theo một đám 40-50 đứa sinh ra qua đây đó. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ai gầy dựng cho mình tới ngày hôm nay đây. Đó, những đứa con qua đây là mở tiệm nhiều để đóng góp cho nền kinh tế Thị Điển. Ai cũng mở nhà hàng, ông anh hai cũng mở nhà hàng, mở tiệm neo, rồi mở chợ.
mấy người trong gia đình anh em người vậy, ai cũng tạo cái này mở cái kia, tiệm bánh, nhà hàng, siêu thị đủ thứ đó cũng làm đó. Mấy cháu thì đi làm đóng góp cho nền kinh tế thị điển, mở tiệm cắt tóc cắt tay đủ thứ đó. Nói chung là đa số ông già đem qua đây đều nhờ ơn của thị điển mở rộng vòng tay nhân ái cho ông già đến định cư, bổ lãnh con cháu qua, rồi con cháu cũng đền ơn đáp nghĩa là thị điển đó. Người mình siêng năng làm việc đóng thế đó, nhất là người Việt Nam đi đến đâu cũng đem tài năng ra đó, đổ bánh ở đây nhiều người mình lắm làm việc đổ bánh đó, nhưng mà có cái là giá phải chăng, mình muốn ăn thì mình cứ điện thoại mà đặt, mình ở nhà làm ăn thì nó vệ sinh nó rẻ hơn một chút. Con dịch 2 ký 6 con chồng đọc con dịch 2 đừng có nói nhiều, người ta làm công việc ở đây 200 rưỡi cũng rẻ. Mình bữa nào làm dịch quay, quay dịch quay rồi. Vâng, bữa nay mình cũng đạt mấy con dịch ngon quay, lành dịch nấu cháo, bữa nay lễ phục sinh mình cũng trù đạt bất toàn mà chưa có kịp, bà chị đặt cho bất toàn 2 con rồi. Ức dịch thì ở đây gia đình mình nhiều lắm, muốn ăn giờ nào chỉ bỏ vô lò mà nướng thôi. Ức dịch của Thái Lan, của Thượng Hải, Bắc Kinh đó, nó làm ức dịch nó nướng sẵn, mình chỉ bỏ vô lò nướng hoặc bỏ vô dầu chiên thôi đó. Mỗi lần mình ra New Store Sài Gòn là mình được ăn dịch chiên, được mang về đó, bà chị ông anh đó tặng cho cổ ấm đây đó, 10 miếng quá, ngon quá quý vị ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Miếng cuối cùng, trời ơi, giờ này còn muốn làm mắm nêm nữa quý vị ơi, cắt khóm nữa đúng, mình sẽ cắt cái khóm cho quý vị nha. Sáng đây mình cắt cái khóm, mình đưa một đồ của Tổng thống Zelensky đây, màu lam đây à, mình đổi áo hoàng bào rồi, bào đệ rồi. Rồi bây giờ mình xin trân trọng kính chào quý vị. Quý vị cảm thấy vui cho một like đăng ký kênh nghe chương trình này. Rồi xíu nữa mình chiếu tiếp. Rồi xin chào thân ái. Rồi xin chào.